Hello, xin chào tất cả mấy chị đã đến kênh với kênh mỹ phẩm chính hãng Shop Ba Cứng. Hôm nay em sẽ giới thiệu về dòng chai xịt chống nắng của Neutrogena. Cái này là một dòng sản phẩm của Mỹ đang rất là hot và cũng như là cái thương hiệu của nó rất là nổi tiếng trên thị trường. Vào cái những cái dịp hè thì mấy chị hay đi những cái khu du lịch như Mũi Né hoặc là Nha Trang để tắm biển. Nhưng mà mấy chị nên phải bảo vệ cái làn da của mình, tránh ánh sáng trực tiếp chiếu vào da, nó sẽ làm đen sạm cũng như là làm gây những cái kích ứng cho da rất là xấu. Và ở đây thì em đang cầm một chai xịt chống nắng Neutrogena này của Mỹ. Cách sử dụng cũng rất là đơn giản. Chai chống nắng này thì mấy chị chỉ cần lắc đều như thế này nè. Ở phía bên trong nó là một dạng nước lỏng nha các chị. Một dạng nước lỏng. Sau đó các chị lắc đều như thế này. Các chị sẽ xịt lên cái phần body của mình, xịt lên và mình sẽ thoa lên, nó rất là tiện dụng luôn, rất là tiện dụng. Mình sẽ thoa lên đều khắp cơ thể, thoa đều. Nếu mà chị nào á về cái chống nắng mặt này thì sản phẩm này thì cũng rất là ok, tại vì da em thì cũng dạng thuộc da nhạy cảm, nhưng mà khi mà xịt lên mặt thì cũng rất là an toàn. Tuy cái độ chống nắng của nó rất là cao nhưng mà mấy chị đừng có lo, tại vì cái này em đã sử dụng và em cảm thấy độ chống nắng của nó cao, nhưng mà khi mình xịt lên mặt thì nó cũng rất là ok. Không chỉ dành riêng cho body mà cũng có thể dành cho mặt được nha mấy chị. Đặc biệt cái chai dạng cái chai xịt chống nắng này nè, mình rất là thích tại vì nó dạng xịt nè, mình rất là tiện, cũng như là khi mà mình sử dụng thì nó rất là nhanh, tại vì mình rất là lười, cũng như mình nhiều lúc mình không có nhiều thời gian để mình makeup cho da body của mình nhiều. Khi mà những lúc mà mình vội thì mình sẽ xịt nhanh hơn. Nói chung là nó sẽ rất là tiện cho mình. Và ở đây xịt chống nắng này nó sẽ không có cái dạng. Cái này là dạng nước, dạng lỏng. Khi mà xịt ra thì nó sẽ không có những cái màu trắng mắc cúp da như những cái loại xịt chống nắng khác. Mà cái này nó dạng nước lỏng. Nhưng mà chú ý cho mình khi mà dùng cái sản phẩm xịt chống nắng này nè. Nó khi mà mấy chị đi ra ngoài nắng hoặc là ra ngoài khi mà tắm biển á, thì nó sẽ không bị trôi đâu nha. Nó sẽ không bị trôi và nó sẽ bám vào da mình rất là lâu, tại vì nó sẽ có một lớp bảo vệ cho da mình rất là hiệu quả luôn. Bám vào da của mình khi mà mấy chị tắm á, tắm mà khi mà tắm lại với nước, khi mà mấy chị đi tắm biển cần tắm lại với nước á, thì mấy chị nên tắm kỹ một xíu nó mới ra nha. Cái này tắm khó ra lắm, tại vì nó bảo vệ rất là an toàn cho da mình rồi. Khi mà xịt lên nó dạng nước, mình thoa đều thôi, nó dạng nước lỏng, không có màu sắc gì hết, nhưng mà cái mùi hương nó rất là thơm nha, rất là thơm luôn, mà mùi rất là dễ chịu nha mấy chị. Xịt lên xong rồi cái mình đi thả ga, trong vòng 20 phút là mình đi thả ga, mình muốn đi đâu tùy mình thích luôn. Mình đi nó sẽ không có bị cháy đen nắng như những cái khi mà mình không dùng trong nắng thì nó dễ bị cháy đen, nhưng mà khi mình trong nắng rồi thì nó sẽ không bị cháy đen nữa nha. Xài rất là ok luôn. Các chị chỉ cần tắm rửa thật là kỹ đối với cái dòng sản phẩm này. Mình thích cái dòng sản phẩm này bởi vì cái nói chung là trong nắng thì mình đã dùng rất là nhiều rồi, nhưng mà mình tin tưởng cái hãng này, mình sử dụng mình cảm thấy là quá ok và quá tuyệt vời luôn. Đặc biệt á là làm cho da của mình nó không có bị đen sạm, cũng như là nó không bị cháy nắng, nó sẽ đạt hiệu quả, đảm bảo cái hiệu quả và cái định mức cho mình rất là ok luôn. Cái chai xịt chống nắng này thì mấy chị á sử dụng chắc cũng phải là, và đặc biệt là cái chai xịt chống nắng này dành được cho cả nam và nữ đều sử dụng được nha mấy chị. Chị em cả nam và nữ và cả gia đình mình đều sử dụng được hết. Em đã giới thiệu xong về cái chai sản phẩm xịt chống nắng Neutrogena của Mỹ này rồi. Chị nào cần đặt hàng thì comment phía bên dưới hoặc là chia sẻ cái bài viết bên em để cho mọi người cùng biết về dòng sản phẩm này nhé. Cảm ơn mọi người và bye bye. Một chai này thì mấy chị có thể xài, nếu mà do mình á, mình ít đi đâu nên mình xài chắc cũng cả năm mới hết một chai này. Đối với những chị mà hay đi ra ngoài nhiều hoặc là đi du lịch nhiều á, thì mình nghĩ cái chai này mấy chị xài chắc tầm 4 đến 5 tháng mới hết, rất là lâu. Và đặc biệt á là khi mà mấy chị sử dụng cái dòng sản phẩm này á, thì nó sẽ hỗ trợ giúp
giúp cho cái làn da mình được cung cấp nước cũng như là khỏe khắn hơn, rất là ok luôn nha mấy chị.